Xin trân trọng kính mời Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng lên tuyên thệ. Dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Kính mời các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý ngồi xuống. Lễ tuyên thệ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến đây kết thúc. Đội nghi lễ về vị trí